hybrid beacon là kỹ thuật đúng với tên của nó, đó kỹ thuật LIGHT. LIGHT ở đây là con LIGHT đó các bạn. Thường thì các bạn đánh với tiêu điện các bạn đã dùng phím, còn nếu các bạn đánh classic hoặc là các bạn đánh finger style thì chúng ta lại dùng các ngón chúng ta móc. Thì kỹ thuật này nó kết hợp bằng cách vừa đánh phím vừa đánh móc, đơn giản như vậy thôi. Các bạn đánh các nốt ở ngang trên xong rồi tới các dây phía dưới thì chúng ta dùng cái ngón chúng ta móc, chứ chúng ta không đánh phím nữa. Thì đó là nó sẽ giảm tải cho cái việc các bạn hoàn toàn đánh phím nha. Ví dụ như sau, các bạn đánh một cái câu đơn giản như vậy đó, các bạn có ngăn 7 nè của dây số 4, ngăn 9 dây 4, ngăn 10 dây 4. Sau đó các bạn qua ngăn số 8, tức là nó son của dây số 2. Đáng lẽ các bạn dùng phím các bạn đánh thì đang đánh ở dây số 4 mà, thay vì các bạn phải đánh cách dây để các bạn đánh cái dây số 2 thì chúng ta có thể dùng cái ngón chúng ta móc cái nốt đó lên ha. À, thuận lợi đúng không? Thì có một điểm các bạn chú ý hơn là chúng ta không dùng cái móng tay nha bạn, giống như kiểu classic chúng ta dùng móng. Thật ra cái này các bạn dùng cái đầu thịt này thôi, các bạn móc thôi, chứ không phải là dùng cái đầu của cái ngón tay. Các bạn phải để cái móng tay các bạn dài ra để các bạn móc, không cần thiết như vậy. Ở đây nó đủ hàm lượng. Mình có xem cái của Martin Muller hoặc là Tom Wiley có nói rất là kỹ về cái này. Anh ta không phải là dùng cái móng tay đâu, chỉ cần dùng cái đầu thịt của cái ngón tay của bạn, thường cái ngón giữa thôi, là các bạn móc lên là được ha. Thank you.